Xin chào tất cả mọi người nha. Nãy phần vào đầu thì nói chung là cũng không suôn sẻ lắm các bạn ơi. Bây giờ mấy anh em cố gắng đi phần 2 nữa coi sao các bạn. Ủa sao gió quay đầu ngược rồi. Cá nó không ăn chứ mình no rồi đó. Bao ốc luôn. Vậy là cuối cùng không có giác ốc nữa phải không? Rộng trong dèo sẵn vậy hả? Dịch gừng, dịch gừng. Dịch gừng. Dịch đồng các bạn. Biết đâu giờ này cá nó mới cắn câu rồi sao? Lúc cắn nữa nằm trên bụi tre nó gần mồi săn mồi. Bắt không? Dạ. Dính cá gì nè, đi ra ngoài đó mà không biết sao nè. Ê, dính cá. Vô rồi các bạn ơi. Đẩy cận luôn. Tới giờ rồi, tới giờ linh này. Bỏ cận vô trong, tối. Tới giờ. Ồ, cá bự luôn rồi. Chưa có nói lên điều gì đâu các bạn ơi. 90 rồi. Vậy là mỗi lần mà mình đi cắm câu mình phải ăn ốc bù vàng trước. Cá đó là ngày bày luôn. Ở đây hả? Hồng Nguyên. Cá mọc của Nu. Cầu Nguyên luôn. Cũng phải nhổ. Cá nè. Sạc á. Nãy nhái trên sao phụng nhóc. Chạy rồi đó, không nhổ rồi chạy rồi đó. Đung gà đó. Một khoa xử lý cầm cành các bạn. Vô các bạn. Rồi các bạn. Kêu đó cá đó vô cá nhất rồi với nhì vậy. Không biết. Cao lớn gì nhất cái nhì các bạn. Nhì à, chưa đâu. Đã chưa đủ tuổi đó. Nhớ hỏi bắt con cái đó chưa. Nhất mình đây là sao? Nó chứ nó cũng chèm chèm nhất rồi đó, tầm tầm nó muốn vô nhất rồi. Không nhất là nhì đó. Trời ơi. Trời ơi. Giờ xem ơi, chèo nói nè. Báo. Nó đâu có nằm trong này bay ra trời. Không nãy giờ trời ta con đã ngay bày, hồi mình vô mình coi mình thấy. Tới đây mới nệm xuống các bạn. Mất con giấy nó bỏ ngay gầy nó ơi. Rõ hả? Còn một chuyến quay về nữa mà. Hai cần luôn. Ờ, cảm đã đi. Quay về nữa. Biết đâu được hả? Bây giờ mấy anh em quyết định cắm lại nhân chỗ này lại các bạn. Đây nó có cái bài cá im quá nè. Dạ, đi cùng kinh gà luôn kìa. Thấy không? Dính còn đó cái này cũng ấm. Vụ tới vụ rồi đó. Lâu lâu nó phải vô thăm bầy. Cắm cây chìm cho nổi đi.
Dạo đầu thì chỉ dính có một cần thôi các bạn ơi. Giờ cô tới quyết định cắm hai cần như đây, chút xíu quay về coi có dính không. Tại bên em đi thăm cũng có cái thời gian giãn giãn. Đi xui các bạn ơi. Chuột chuột rồi phải không? Đồ cũng chà bá luôn rồi. Thấy rồi. Lặn rung rinh luôn. Đồ cũng có hiện tượng ngã cao rồi. Thằng đầu đẳng luôn đi, lúc nào ăn đẳng. Rồi, không thấy là cắm bay đầu ở đây rồi. Mình dùng cái táp rồi anh nuốt luôn nè. Suối. Đó, thấy không? Táp bột bột thấy không? Bữa nay tiếp tục các bạn. Có bà gặp các bạn. Tiếp tục hành trình nha các bạn ơi. Bữa nay em đang hành trình cánh đồng. Hôm nay thì mình đi câu với cô Tỏi với anh Tùng. Tiếp tục nhổ ra nhổ cần luôn các bạn ơi. Chưa có gì, chưa có gì. Đi tối này đem đi chĩa cho luôn ngon. Thì lúc chuột nó ra nó ăn chết. Lúc trước tư gầy đi mùa này là chả. Tầm bò. Nhìn nắp rồi. Con có số của nó. Trời ơi trời trời, chạy cái gì? Cá nó đi rung rinh chạy. Nó mấy mẫu này đẩy con tới luôn ha. Đẩy tới luôn chốt không á. Còn cân là còn hy vọng nha các bạn ơi. Ba con cái gì. Còn bà cắm mới ngon. Cho bà bao cá lóc luôn. Không thấy bà. Cân này gì? Không cái đồng đậm đỏ bột bắp lá chảy như tẩm tẩm đắng chín rồi đó. Giờ này đi thăm câu mát thiệt gửi luôn. Cá tạp bập bập. Ăn cái gì không mà không ăn câu.
mùi tanh tanh chút mùi có tanh. Trồng nữa ha. Đục nước. Liệt chứ vậy nghe. Cá này thì nhóc hết trơn luôn mà yếu ăn quá các bạn ơi. Ở đây thì sáng người ta thả vịt thả bọng ra, mình không có để cần được các bạn. Ô cái gì này, vịt cái gì mới nghe dẫn đàn anh nè, cá gì chạy đây được, cá mình thiên luôn thấy vậy đó, cấm không vô. Chạy hả? À? Tưởng nó dính luôn chứ. Ăn no rồi, nó chạy đi. chưa tới. Chạy nó tôi mới tới rồi mấy anh em lại sớm quá. Mới bắt luôn. Biết đâu được con xui. Tắm theo bà kinh mà. Dịch lạc nó kêu ẹt. Cho mày ăn nè, ăn đi. Mốt rồi á. Khủng cá này đi. Uống liền hết trơn. Khủng nó liền cá sao kỳ. Không ăn dế luôn. Mới ra khởi động nó dính con nó ngon quá. Má chạy vô đây luôn vậy. Tiếng ghê rồi. Nó tới cần rồi. Tới rồi đó. Gió hay giật. Ồ, dế còn lội tủm luôn nè. Dế này mạnh dữ trời. Ở đây nãy con cá lóc đi nè, mà không biết bây giờ có dính hay không thì hình xuôi. Mắc cần hả? Nó mắc đi ra phải. Còn cần. Xéo dây vậy. Dục quá. Dế còn sống. Hết thép. Cá chuối đó có con cá lóc cái nãy hoài luôn á, hai quận rồi đó. Một ngày chưa đẹp trời lắm các bạn ơi, rồi chắc mấy anh em chuyển tông quá các bạn ơi. Trên ruộng này đi hai ngày thấy không yên. Đủ cá chạy đẳng thì dịch dạ luôn ha. Gì là không thể. Cái cần cõi nguyên. Trời ơi, không lẽ đây là sự thật. Cá nó còn cái gì nữa mà. Biết là kiếm cá nấu cháo khó quá các bạn ơi. Cháo không có ăn. Nó bu vàng không. Lượm con này cái coi.
cháu còn có ăn các bạn ơi, ba dễ ăn đâu. Đây tiếp tục những lọt cần các bạn ơi. Sao mà chưa thấy gì hết rồi. Cái gì hậu kiếm con rồi sao, sao ta. Cái gì vậy. Cộng rồi cả 500 cần mới có ăn. Á dòi vậy ngứa rồi ăn được. Còn nữa hả. Chưa sao các bạn ơi, còn cần các bạn ơi. Còn cần là còn hy vọng. Vậy là còn 2 quận nữa hả. Này chắc cả 11 giờ đêm. Nãy mấy em đi xuất phát là 9 giờ mấy các bạn. Đồ, từ ngày ướt khóc nè. Chừng có dính đó nha. Rồi, giọt luôn các bạn ơi. Hết mồi luôn. Ướt một khúc luôn chứ không phải ướt nguyên cây. Nguyên cây ngon. Chi tu. Chắc là vừa đẩy không? Ừ. Thưa thưa vậy là đẩy như vậy. Chưa thấy luôn. Con đó đủ tiền vé rồi. Tôi cần có bé Tùng ơi. Đủ tiền vé rồi các bạn ơi. Dính lại rồi. Định luôn các bạn ơi. Ừ. Việc tắm nó mũi nó chết nó lạnh. Mặt vé luôn à. Người này lụm mấy ốc bu vàng đẻ nè. Ăn vô. Chưa thấy hồi âm nữa các bạn ơi. Cái cảnh này thấy quen thuộc quá. Cảnh thật quen thuộc. Thấy khí thế hồng hộc hả. Giống cần nãy quá hả. Mũi chết cái giọt. Anh xui ha. Dặn ông che lại dặn cái bầy. Chà, nhổ liên tục các bạn ơi. Cần này chiều hồi bữa hổm mua chưa sên bùa các bạn ơi. Cái này chắc lại xả quá. Cần im quá im. Tại cá nó không lại ăn thôi chứ có ăn là đừng nào chạy. Dây này thứ gì chịu nổi. Rồi hết lực cần coi coi cổ cổi rồi. Tùng xuống đi nhổ mới cần kìa các bạn ơi. Nghỉ lò xe rồi. Đường đi khó đi quá. Bây giờ bên em đang đá lực về các bạn ơi.
Vẫn còn liên tục. Bữa này lại thêm một ngày nữa, không lẽ là 20 vô cái tỏi. Cái kèo này chắc thấy thua cái kèo mình cắm đi xong nữa tỏi. Cắm xong khỏe. Ừ. Cắm đi xong nó mau ăn nữa. Lia lịa luôn. Nghe gì cuối cuối vậy đó các bạn ơi. Lên dĩa. Không lẽ. Không lẽ đây là sự thật. À, chào các bạn nha. Bây giờ bên em cũng cần ngoài đồng hết rồi đó các bạn ơi. Tình hình là thấy quen quen đó. Bây giờ còn dần đống tre một cần ở chổng với còn mấy cần cây chơi nhỏ nữa. Mấy anh em quậy trong coi có may mắn gì không. À, các bạn xem tiếp video nha. Giờ đường còn xa lắm các bạn. Giờ tuốt trong đài chổng kia là rồi 2 kg. Sắp mấy cần lên luôn cho gọn. Không có dễ ăn đâu nha các bạn ơi. Cá thì nhóc đó. Này còn có câu viền nó thả. Viền cá chê. Ừ. Dính đây hàm. Ôi trời ơi. Cá lóc nó bay. Đố anh bắt được em. Đó như đại lộ đi đường đó. Bao ốc luôn. Hai bao bao ốc luôn. Chỉ chờ mấy anh em thấy no chứ đó các bạn. Nồi ốc kìa. Cái bụng nó hơi quặn quặn rồi đó các bạn. Chịu trứng. Ngon, ngon. Chụp cái cây ra ngoài luôn mẹ đi. Cây gì? Cây. Ôi ôi trời, nó bắt được em, cá lóc phóng rồi. Phóng gì. Đây, để cồn cái là tới, tới nái luôn ha. À, kêu giỏ tầm cho để cồn này đi rồi. 73 hay là 50, 50 gì đó. Nghe cá dãy đùng đùng đó các bạn, không biết có dính không nè. Đó, ngay rồi đó. Tổng không thấy không? Ờ, thấy rồi. Vậy là dính nè các bạn ơi. Để mình vô quay cận cho các bạn xem. Được nào phải không? Không nghe, không nghe lại dính được con nữa nè. Quay, quay lại, quay lại. Ủa? Nãy chơi. Tiêu cận rồi. Còn, thấy càng còn. Ghê, dính càng đó, nó thấy không chơi đó. Khoan, quay lại cái đi tính. Mấy anh em dằn công tre trong hai cần của mày là bây giờ có kết quả rồi các bạn ơi. Trời ơi nãy giờ. Nãy giờ không đi đường này trời. Trời 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 trời. Con chuột nãy quá. Ú đập. Bang. Chuột nó dạ vừa hôm nay nó nhóc luôn á trời. Nhóc luôn á. Dính càng ngoài. Nào quay cận cho các bạn xem nha. Anh tiếp tục. Như vậy luôn hả? Nãy càng ngoài dập dây. Còn 2 cận nguyên. Hả?
Kè nè, con ấy nè. Cái gì? Đó, ủa, con dế. Trời, cá con chạy luôn nè. Vậy là sảy rồi. Sổng rồi. Cần này sổng rồi. Còn dế không? Thì sổng cần này nè. Nãy còn sống, tá còn sống đây nè. Thì đó. Sai lầm luôn các bạn ơi. Uổng quá, uổng sảy luôn. Quá tiếc. Thì mấy anh em thành thật xin lỗi các bạn luôn. Không dính các bạn ơi. Như nó sảy luôn gì các bạn ơi. Lại mất tiêu mồi luôn, nãy táp gung ginh luôn rồi. Nó ổn ghê trời, cá nó bự nhỏ nhỏ đâu nha. Có pha lên giả rất là công phu. Một pha lên giả. Tưởng đâu gỡ là tỷ số rồi, đỡ ba. Ba con cũng đỡ cái gì. Ừ. Cá nó còn ăn nữa mà. Rồi vậy là hiểu. Có kết quả. Nó chỉ cho ông Sáu là không cấm. Sao không cấm vòng vòng nữa. Rồi. Cá cái này bọc 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 này luôn. Lương cái gì vậy rồi. Ờ giống lương nút kìa ha. À, cuối cùng anh em cũng được về ngủ rồi đó các bạn. Giờ này cũng cỡ tầm 10 giờ đó các bạn ơi. À, mà được có hai cá lóc à. À, này thì cắm cá chè dính hai cá lóc luôn. Chú đó Tụng. Biết đủ không? Mũi bù hông nó chích giò cẳng gì không có còn gì để nói nữa. Rồi giờ mấy anh em về em được tiền vé về luôn ơi. Các bạn ơi được hai cá lóc với mớ cần với mớ ốc cua đồ no. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Giờ mấy anh em về các bạn ơi, chúc cả nhà mình xem clip vui vẻ. Có gắn nào nằm trên cây không, nó gỡ gì được không? Coi bụi tre nãy mà nằm trên đó thì cũng phọc luôn.